Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ về cái vấn đề đó là cái chuồng nuôi bò cạp của mình nó có cái mùi khai giống như nước tiểu. Thì cái mùi khai này á nó là cái khí độc các bạn. Cái khí độc NH3 hoặc là CO2. Thì khi mà mình thấy cái chuồng mà nó có cái mùi hôi như thế này các bạn, tức là cái con bò cạp của mình nó sẽ có cái sự hao hụt thì do cái môi trường sống của nó bị ảnh hưởng các bạn. Thì mình có chia sẻ ở rất là nhiều cái video thì cái con bò cạp á nó là nó đi phân dạng lỏng. Nó đi phân dạng lỏng thì cái phân của nó sẽ thấm vào cái chất độn này các bạn. Đó, cái sơ dừa nó thấm vào đây. Thì mình nuôi lâu ngày, tức là mình nuôi tầm cỡ 7-8 tháng hoặc là 1 năm trở lên thì cái chuồng của mình nó sẽ phát sinh cái mùi hôi. Thì cái vấn đề này á là nó nảy sinh ở với cái chuồng mà nền bê tông. Thì ở đây mình nuôi bằng cái nền bê tông các bạn. Đây là cái chuồng nó có cái mùi khai này các bạn. Và mình chuyển qua đây à, thì có một số cái xác của con bò cạp nó chết nè à. Nó các bạn thấy là cái nền bê tông ha. Thì mình nuôi cái nền đất á, thì mình chưa thấy cái vấn đề này bao giờ à. Mình nuôi cái nền bê tông thì nó có cái vấn đề như vậy. Thì vì do mình nuôi lâu ngày các bạn, thì cái phân con bò cạp nó sẽ thẩm thấu vào cái bê tông nè. Nó thẩm thấu vào đây. Cho dù các bạn thay cái chất độn này đó, các bạn nuôi lại nó vẫn khai. Thì cái cách của mình xử lý á, đó là mình ngâm chuồng các bạn đó. Mình ngâm chuồng, tức là mình xả nước và mình ngâm nó. Mình ngâm và mình để chống cho nó khoảng tầm 1 tháng và bắt đầu mình nuôi lại đó. Với cái thứ hai thì mình sử dụng cái men vi sinh mình nuôi thì cái độ khai của nó sẽ giảm hơn. Rồi thì cái vấn đề nó cũng như vậy thôi. Thì để anh em mà mình nuôi bò cạp với cái nền bê tông thì mình lưu ý về cái vấn đề này ha. Rồi chào các bạn.